Sáng ngày 21 tháng 11, phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhi 7 tuổi, trú tại quận Tân Phú bị ngộ độc nặng và uống nhầm thuốc Methadone. Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 11, bé trai uống nhầm thuốc Methadone của người cậu nghiện ma túy nhận về để uống cai nghiện. Nước thuốc Methadone màu hồng, bé uống vì tưởng nước ngọt và dễ uống. Vài phút sau khi uống, bé than mệt, khó thở và gia đình lập tức đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện quận 11. Lúc 19 giờ bé được chuyển sang bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng mê, tim tái, ngưng thở. Theo phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Quang, bé được giúp thở, trích thuốc giải độc Nalason, rửa dạ dày, dùng than hòa tính và thở máy. Do thuốc methadone tác dụng kéo dài đến 36 giờ nên bé được truyền thuốc giải độc liên tục. Hiện tại bé đã tỉnh, đang tiếp tục thở máy, truyền thuốc giải độc và tập thở để thuốc loại khỏi cơ thể bé phải mất 3 đến 4 ngày. Trước đó năm 2021 tại bệnh viện A Thái Nguyên cũng có trường hợp cho bé 4 tuổi ở xã Phân Mễ, huyện Phú Lương uống methadone trong tủ lạnh, sau đó khó thở, buồn nôn và hôn mê. Ngoài ra, Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cũng từng tiếp nhận học sinh 15 tuổi ở Hà Nội bị ngộ độc chất thay thế ma túy methadone do tưởng đó là nước giải khát. Rất may, hai trường hợp trên đã được cấp cứu kịp thời, không gây nguy hiểm tới tính mạng. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, trong trường hợp phát hiện người thân uống nhầm thuốc methadone, nếu bệnh nhân còn tỉnh táo thì có thể cho uống nước và gây nôn. Trong trường hợp bệnh nhân có biểu hiện chậm chạp, thở khó khè, cần hô hấp nhân tạo tại chỗ theo điều kiện sẵn có, nhanh chóng gọi cấp cứu 115 một một để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.